Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 51 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chủ đề của nó nhé. Chủ đề của phần này là Mãng rễn băng trụ hình tố sản chỉ rễn. Mãng rễn băng trụ hình tố sản chỉ rễn có nghĩa là người mù. Mãng rễn là người mù, từ mãng không là mù. Rồi ở đây là mãng rễn băng trụ hình tố sản chỉ rễn, người mù, như vậy là có một người mù nào đó giúp đỡ rất nhiều những người tàn tật. Băng trụ hình tố sản chỉ rễn. Sau đây xin mời mọi người chúng ta vào nội dung chi tiết. Trước hết xin mời mọi người nghe mình đọc một lần để xem là chúng ta đã hiểu được nhiều không, sau đó rồi mình tiến hành giải thích nha. Trung Quốc sang xi de He Ya Jun 是一个盲人, 有一个儿子和一个女儿。 他是盲人, 但是他帮助了很多盲人, 让他们在他的店里工作。 他还帮助了很多残疾人, 有一个12岁的小学生, 是残疾人, 没有爸爸妈妈。 何亚军帮助了他很多，有时间的时候就会去看他，希望他能好好的学习，快乐的生活。 Thì đó là nội dung của bài. Sau đây mình sẽ giải thích nội dung chi tiết nha. Trung Quốc sang xi de He Ya Jun. He Ya Jun là tên riêng, là Hà Á Quân. Hà Á Quân, người Sơn Tây Trung Quốc, sư dĩ cơ mãng rễn là một người mù. Dù dĩ cơ ở từ hở dĩ cơ nữ ở, tức là anh ấy có một đứa con trai và một đứa con gái. Thì ngay chỗ này nó nói tắt đi, lẽ ra là tha dù dĩ cơ ở từ hở dĩ cơ nữ ở, nhưng mà từ tha nghe nó không cần thiết thôi. Mình đọc lại. Trung Quốc sang xi de He Ya Jun sư dĩ cơ mãng rễn. 有一个儿子和一个女儿。他是盲人。他是盲人。 Anh ấy là người mù. 但是他帮助了很多盲人。 Nhưng anh ấy đã giúp đỡ. 帮助了很多盲人, đã giúp đỡ cho rất nhiều những người mù, những người mù khác. Rằng tham ân trai tha tiên lì cung chua, để cho họ làm việc trong cái cửa hàng của anh ấy. Rằng tham ân trai tha tờ tiên lì cung chua. Tha hải băng chu là hẳn tố sản chỉ rễn. Tha hải băng chu là anh ấy còn đã giúp. Hải băng chu là còn đã giúp. Hẳn tố sản chỉ rễn cho rất nhiều. Hẳn tố là rất nhiều. Sản chỉ là tàn tật. Sản chỉ rễn là những người tàn tật khác. Anh ấy còn đã giúp cho rất nhiều những người tàn tật khác. Dù dĩ cơ sử ơ xuê tờ xèo sử sân. Có một em học sinh 12 tuổi. Dù dĩ cơ sử ơ xuê tờ xèo sử sân. Sư sản chỉ rễn là người tàn tật. Mấy dù ba bà ma mà không có bố và mẹ. Mình đọc lại. Tha hải băng trụ là hẳn tố sản chỉ rễn. 有一个12岁的小学生 是残疾人, 没有爸爸妈妈。 何亚军帮助了他很多。 Hà Á Quân đã giúp cho cậu ấy rất nhiều, giúp cho cái đứa trẻ đó đó rất nhiều. 何亚军帮助了他很多。 有时间的时候 khi có thời gian. 就会去看他，就会，就 cũng là huy thôi, có nghĩa là sẽ. 就会去看他 là sẽ đi thăm cậu ấy, đứa bé ấy. 希望他能好好的学习, 希望他能, hy vọng cậu bé ấy có thể 好好的学习, học tập cho tốt, 快乐的生活, và sinh sống cho tốt. 生活 đây là động từ. Khoai lơ từ sân hộ tức là sống cho tốt, sống cho vui vẻ.
Ta không đọc là hảo hậu mà phải đọc là hầu hậu. Tính từ lặp lại thì cái từ lặp lại phía sau chúng ta đọc thành thanh nhất. Và nhớ là tính từ lặp lại thì nghĩa nó tăng lên nha. Hò ho tờ sẽ sĩ, tức là học tập cho thật tốt. Hò ho có nghĩa là hỉnh hò đó. Khoai lơ tờ sân hủa. Tại sao có từ tơ ngay chỗ đó? Có người đọc là ti nhưng chúng ta phải đọc là tơ thì mới chuẩn. Chữ tơ đó để nối liền một tính từ dài hay là một cụm từ gì đó với một động từ ở phía sau. Khoai lơ tờ sân hủa là động từ. Rồi hò ho tờ sẽ sĩ cũng là động từ. Cao xin tờ số, ví dụ thấy vui vẻ mà nói rằng, có khi mình dịch là mà, có khi thì không cần dịch cũng được. Và sau đây xin mời mọi người đọc theo mình một lần nhé. Trung Quốc sản xuất tờ Hứa Gia Chuyên sư ý cơ mạng rệnh. Dù ý cơ ở tờ hờ ý cơ nữ ở. Ta sư mạng rệnh, tan sư ta băng trụ là hẳn tố mạng rệnh. Rằng tham mên chai tha tờ tiên lỷ cung chua. Tha hải băng trụ là hẳn tố sản chỉ rệnh. Dù ý cơ 12 岁的小学生是残疾人. Mấy dù bà bà mà mà. Hờ Gia Chuyên băng trụ là thá hẳn tố. Dù sử chén tờ sử hô, chú hội chú khăn thá. Xí vọng tha nâng hào hào tờ xuế xí. Khoai lơ tờ sân hủa. Và đến đây xem như chúng ta đã học xong cái đoạn văn ngắn này. Và kết thúc cái phần 51. Mọi người lưu ý là các bạn hãy nghe thật là nhiều, nghe đi nghe lại nhiều lần. Các bạn tập nói rồi kể lại, có thể mình ngồi trước gương mình kể, hoặc là kể cho bạn bè trong nhóm nghe. Khi nào mà kể thật là trôi chảy thì mới thôi. Đoạn này chúng ta kể gì trong vòng khoảng 1 phút thôi. 1 phút hoặc là chậm hơn thì là hơn 1 phút một chút xíu thôi là xong. Nếu mà chúng ta kể dài quá là xem như chúng ta nói chậm hơn cái tốc độ thực tế. Người nghe người ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Nên các bạn cố gắng khi kể thì kể cho thật nhanh. Muốn kể cho thật nhanh thì đầu tiên chúng ta phải tự đọc thật là nhanh trước. Rồi sau đó chúng ta hãy kể. Chúc các bạn học thật là vui và hiệu quả nhé. Mọi người nhớ đăng ký và like nếu cảm thấy cái clip này có giúp ích được cho các bạn. Xin chào mọi người.